Dù honey của mình đi chơi thôi. Ê hắt thế phác nhỏ này đâu ra vậy? Haha, tao tới trước mày đừng hòng cướp Lano CMC. Sao chị đánh em? Em có làm gì đâu mà chị đánh em xin lỗi. Tha cho em nha. Một vở kịch tệ hại. Sao cậu lại đạp công chúa nhỏ bé yếu đuối này? Ăn hiếp công chúa xinh xắn này kìa, hu hu. Hai tụi bây biết tao là ai khô, ghi mà đánh tao vậy hả? Một con trà xanh mở miệng thúi rình. Hèn gì tao kiếm qua mà có thấy ai ngờ là miệng của mày. Tao nhắc mày lần nữa là miệng mày thúi qua bên chỗ khác dùm tao.